Sài Gòn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Dot. Bây giờ thì khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12 2021. Đây là quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu. Sau một thời gian giãn cách rất là dài, 6 tháng 15 ngày thì Sunny thực hiện cái chuyến về thăm thành phố biển Vũng Tàu, về thăm quê hương Sunny. Và nhân các clip này, Sunny cũng giải đáp rất là nhiều thắc mắc của anh chị. Vũng Tàu có mở cửa chưa? Vũng Tàu có sống chung với dịch chưa? Và khi mà đi Vũng Tàu đó thì có một cái trạm kiểm dịch hay không? Thì nhân tiện cái clip này trên đường về Vũng Tàu trên quốc lộ 51 thì Sunny cũng chia sẻ với anh chị và các bạn. Khi mà anh chị và các bạn theo quốc lộ 51 đi tới khu công nghiệp Vidan và tới Mỹ Xuân. Mỹ Xuân là địa bàn tiếp giáp giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với lại Đồng Nai, nơi đó có chốt kiểm dịch. Tất cả các xe hơi, xe vận tải và xe gắn máy đều phải ngừng lại để kiểm tra. Ví dụ như khi mà vào Vũng Tàu thì coi có chích vaccine hay chưa, hoặc là F0 có chứng nhận hết bệnh hay chưa và khai báo y tế. Thì để dễ dàng trong cái việc mà đi vào Vũng Tàu và kiểm tra dịch cho nó nhanh chóng, tránh tụ tập đông người, thì anh chị nhớ tải cái app của mình về điện thoại có tên là VNEID. Sunny sẽ gắn bên phải hoặc bên trái của video clip cái hình của cái app đó, và chúng ta khai báo y tế trước nha anh chị ha. Và một điều đặc biệt thứ hai, khi mà anh chị đến thành phố biển Vũng Tàu, tất nhiên anh chị sẽ liên lạc với lại nơi cư trú trước để nơi đó có nhận khách hay không. Tại vì Vũng Tàu được hoạt động giới hạn hay không giới hạn dựa vào cái màu sắc về dịch Covid anh chị. Ví dụ là màu xanh là chúng ta là nguy cơ thấp, màu vàng nguy cơ, màu cam nguy cơ cao và màu đỏ nguy cơ rất cao. Hiện tại thì trung bình một ngày ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì ca nhiễm khoảng 300 ca anh chị. Tất nhiên Vũng Tàu sẽ ít hơn. Và đường đi Vũng Tàu thì cũng rất là thông thoáng, không có cái tình trạng kẹt xe giống như mà khi mà cuối tuần mà anh chị có đi du lịch Vũng Tàu đó. Nhưng mà xin đi nghĩ đây là một cái thời khắc mà chúng ta đi tắm biển ở Vũng Tàu dễ dàng. Tại nó cũng vắng lắm anh chị. Tất nhiên là Sunny sau cái clip này, Sunny sẽ quay rất là nhiều clip bãi trước, bãi sau, bãi dâu, bãi dứa, bến đá, bến định, khu vực trung tâm vân vân để gửi tới anh chị và các bạn. Và quốc lộ 51 thì anh chị cũng thấy nó rất là thông thoáng. Và chúng ta sẽ hướng về thành phố Bà Rịa anh chị ha. Thành phố Bà Rịa đó, Sunny gọi đùa. Đây là một cái đoạn mà mé bên trái thì chúng ta tí nữa thôi chúng ta sẽ thấy nhà thờ Long Hương, đi qua cầu Long Hương sẽ tới với Bà Rịa. Anh chị nhớ liên hệ với khách sạn nha anh chị ha, có khách sạn mở, khách sạn đóng vân vân và vân vân, và hỏi người ta cái khi mà lưu trú thì cần có những điều kiện gì để anh chị dễ dàng trong vấn đề chuẩn bị. Ví dụ như 2 mũi vaccine, giấy chứng nhận vân vân. Và đặc biệt cách đây 1 tháng hoặc là vài tuần trước thì không cho tắm biển, nhưng mà ngày hôm nay theo quan sát của Sunny thì bãi trước cũng được tắm, bãi dâu, bãi dứa, bãi sau được tắm rồi anh chị. Mé bên trái thì chúng ta sẽ thấy ngôi nhà thờ Long Hương gửi tới anh chị. Tất nhiên là mùa dịch thì Sunny cũng rất là muốn quay những cái ngôi nhà thờ đi về thường xuyên để quay, nhưng mà không thể nào quay được anh chị. Lần đầu tiên sau nửa năm Sunny mới về quay Vũng Tàu. Con đường thì chúng ta sẽ đi thẳng tắp về Bà Rịa. Bây giờ thì quốc lộ 51 ngày xưa thì nó hai bên đường vắng, nhưng mà ngày hôm nay thì nó dễ dàng cho chúng ta lưu thông. Nhưng mà anh chị cũng nhớ là canh về tốc độ. Khi vào nội ô thì chúng ta vận chuyển với vận tốc 60 km/h.
khi mà thoát ra khỏi ngoại ô với con đường này thì theo plan 90-80 km/h anh chị lưu ý. Có rất là nhiều camera giám sát về giao thông. Đây là một cái góc mũi tàu. Máy trái thì chúng ta sẽ vào thành phố Bà Rịa, và bên phải thì chúng ta sẽ theo cái hướng chợ Bà Rịa đó gì để chúng ta về cầu Cổ Mây. Đường thì đi thông thoáng lắm anh chị, và trong cái clip này Sunny cũng cập nhật thêm tất cả các xe khách đều hoạt động lại rồi anh chị, như Toàn Thắng, Hoa Mai, vân vân, Huy Hoàng, vân vân. Những cái bến xe mà để chúng ta về Vũng Tàu thì có bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, chợ Bến Thành. Đó là ba cái điểm chính mà Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị. Với những cái hãng xe như Huy Hoàng, Toàn Thắng, Hoa Mai, Phương Trang. Còn nói về đi đường biển thì hiện tại chúng ta có cái phà đi từng Cần Giờ qua Vũng Tàu thì hiện tại chưa hoạt động, kể cả bến đò từ Cần Giờ về Bình Định. Tàu cao tốc ở bến Bạch Đằng cũng chưa hoạt động anh chị. Ngày xưa đó, khi mà đi đến đoạn này đó, chúng ta còn một tí nữa thôi chúng ta tới chợ Bà Rịa, thì hai bên là cánh đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì có những cái dự án nhà lầu mọc ra, bên phải là một cái dự án, còn một chút xíu nữa thôi là chúng ta sẽ tới Bùng Binh, Bà Rịa. Một hướng thì chúng ta đi Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Hải, và một hướng bên phải thì chúng ta sẽ về thành phố biển Vũng Tàu với một con đường xưa cũ, đó là con đường băng qua cầu Cổ Mây. Bây giờ đường phố thì được mở rộng cũng rất là nhiều, nó khác xưa hoàn toàn. Và video clip này Sunny cũng muốn gửi tới các cô chú anh chị và các bạn xa Vũng Tàu lâu hoặc có kỷ niệm với Vũng Tàu, để chúng ta nhìn ngắm con đường đi vào Vũng Tàu nó như thế nào ngày hôm nay. Và chúng ta mé bên trái là trung tâm thương mại Bà Rịa. Ngày xưa, mảnh đất ngày xưa đó là chợ Bà Rịa và bến xe Bà Rịa, có những chiếc xe đò để chúng ta về với Sài Gòn. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó hoàn toàn khác. Còn một tí nữa thôi thì anh chị thấy ngày xưa đó, cái ngõ tẻ để đi về Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thì và Vũng Tàu nó có những con lương thôi, nhưng mà ngày hôm nay nó có một Bùng Binh rất lớn. Đường phố thì nó thay đổi, đặc biệt là Bà Rịa. Bây giờ thành phố trở thành thành phố Bà Rịa anh chị. Ngày xưa là chỉ là thị xã Bà Rịa thôi. Trước mặt chúng ta đó là một cái Bùng Binh. Mé bên trái thì có cái hướng đi vào thành phố trung tâm, thành phố Bà Rịa. Còn hướng bên trái luôn có một con đường thẳng tắp để về Long Hải. Và Sunny sẽ quẹo hướng bên phải để chúng ta về cầu Cổ Mây. Ngày xưa mà đi học về, mỗi lần đi xe đò về tới đây thì cảm thấy không khí rất là nhẹ nhàng. Nhiệt độ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì thấp hơn Sài Gòn khoảng 1 đến 2 độ anh chị. Hôm nay là mây mù, thời tiết thì nó hơi se se lạnh, lập đông rồi. Và đây là những tháng cuối năm. Thường ngày đó, nếu mà chúng ta đi quốc lộ 51 vào ngày cuối tuần thì xe rất là đông. Nhưng mà theo quan sát của anh chị thì xe đường phố thì cũng rất là thông thoáng. Về cái thời gian vận chuyển từ Sài Gòn mà về Vũng Tàu với đoạn đường khoảng 90 km, nếu mà chúng ta đi cao tốc. Còn đi về cái hướng ngã ba Vũng Tàu ngày xưa là 120 km, thì thời gian vận chuyển trung bình ngày hôm nay thì khoảng 2 giờ chạy xe. Bây giờ thì nó có rất là nhiều con đường để đi Vũng Tàu chị, cao tốc ngã ba Vũng Tàu, hoặc là chúng ta đi xe gắn máy thì chúng ta qua phà Gác Lái để tới với Nhân Trạch, và chúng ta ra quốc lộ 51, hoặc là chúng ta đi Cần Giờ, đi đường biển qua phà, qua bến đò
thì nó cũng rất là có một trải nghiệm rất là thú vị. Nhưng mà hiện tại thì cũng xin nhắc lại, bến phà Cần Giờ Vũng Tàu và bến đò Cần Giờ Vũng Tàu chưa hoạt động nha anh chị ha, kể cả tàu cao tốc Bạch Đằng và Vũng Tàu cũng chưa hoạt động, chỉ có xe khách, nhưng mà xe khách cũng giới hạn về cái số lượng khách chuyên chở. Hiện tại thì trên đường đó thì chúng ta thấy những chiếc xe hơi, đây là một chiếc xe của người địa phương hoặc là rất ít khách du lịch. Dù sao đi nữa thì trong thời gian dịch cúm này thì mọi người cũng rất là ngại để đi du lịch. Nhưng mà Sunny qua những cái clip Sunny quay đó thì Sunny thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đây là một cái thời điểm mà chúng ta thoải mái tung tăng với sóng nước, chỉ mình ta với nồng nàn tắm biển rồi đi ăn uống và lưu trú. Anh chị nhớ liên lạc trước nha anh chị ha. Đây là cầu Cọ Mây anh chị, bây giờ có hai cầu Cọ Mây, chúng ta đang di chuyển đến cầu Cọ Mây cũ, mé bên trái là cầu Cọ Mây mới, cái hướng chiều ngược lại từ Vũng Tàu về Bà Rịa, đây là cái hướng về Vũng Tàu. Nhớ thời gian bao cấp thì ở đây có một cái trạm gác, tất cả các xe phải ngừng lại kiểm soát. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó thoải mái rồi. Đây là khu vực Phước Cơ. Sydney sẽ đi cái con đường mới, còn gọi là con đường quốc lộ 51C để về với khu vực bãi sau anh chị ha. Ngày xưa thì chỉ có một con đường độc đạo, đó là đi qua Ẻo Ông Từ, rồi chúng ta tới với lại Cát Lỡ, Rạch Dừa, Ngã Tư Giếng Nước, rồi con đường Lê Lợi về chợ cũ. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một con đường, đó là con đường quốc lộ 51C, ngay chỗ Ẻo Ông Từ, là chúng ta sẽ đâm thẳng đi con đường đó để về với thành phố biển Vũng Tàu, ở khu vực bãi sau đồi Ngọc Tước, còn gọi là ngày hôm nay còn gọi là Đài Liệt Sĩ. Anh chị lưu ý giữ tốc độ, đúng tốc độ, lý do rằng trên chọn tuyến đường này đều có camera giám sát giao thông, có thể là chúng ta vượt quá tốc độ, thế là phạt nguội nha anh chị ha. Anh chị lưu ý cái đó, giữ đúng tốc độ. Chứ nhiều người, nhiều bạn của Sunny cũng bị phạt lắm, gửi thư về nhà khi mà quá tốc độ hoặc là vượt đèn đỏ. Ngày xưa đó, khu vực Phước Cơ này, chúng ta chuẩn bị tới thì hai bên đó là ruộng muối, ruộng muối, rồi những cái dừa nước, sú vẹt, vân vân và vân vân. Nơi đây thì để ôn lại kỷ niệm thì có cầu Cọ Mây và cầu Cây Khế, nhưng mà bây giờ cầu Cây Khế thì không còn nữa anh chị, nó là một con đường thẳng tắp luôn. Thời tiết hôm nay thì mây mù, đường xá thì thông thoáng, khúc này để chạy được 90 km một giờ, rất là dễ. Bây giờ thì có thêm một cái cầu để nối với Vũng Tàu, đó là cầu Cửa Lấp Vũng Tàu với lại Phước Tỉnh. Ngày xưa chỉ có một con đường độc đạo qua một cây cầu Cọ Mây thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì có một cây cầu Phước Tỉnh. Thì một lát tới địa điểm đó thì Sunny sẽ lưu ý gửi tới anh chị và các bạn. Chúng ta cũng có thể đi du lịch, đi tới Vũng Tàu, sau đó qua cầu Cửa Lấp để qua Long Hải. Từ Long Hải thì chúng ta sẽ có thể men theo đường biển rất đẹp để đi Hồ Cốc, Hồ Tràm, qua Xuyên Mộc, tắm nước nóng. Từ đó chúng ta đi con đường men biển để ra tới Phan La Ghi và Phan Thiết. Đó, bên phải là ruộng muối ngày xưa đó. Và có một cái đoạn nữa thì chúng ta sẽ thấy con đường dẫn tới khu vực Gò Găng của bán đảo Long Sơn. Mé bên phải nè anh chị. Đây, khu vực này mé bên phải thì chúng ta sẽ đi tới Gò Găng. Khi mà vào bán đảo Long Sơn Gò Găng này thì chúng ta có thể thưởng thức hải sản trên những cái nhà bè người ta nuôi hải sản. Nhưng hiện tại
Thì trong quá trình dịch cúm và Long Sơn đang cảnh báo nguy cơ rất cao, nên chính vậy thì tất cả nhà bè thì cũng chưa có hoạt động. Còn Vũng Tàu thì đã mở lại rồi anh chị, quán ăn, lưu trú, nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê, vân vân và vân vân, nhiều dịch vụ du lịch được mở lại và Vũng Tàu chính thức bình thường mới vào ngày 10 tây tháng 12/2021. Tất nhiên cũng tùy theo tình hình dịch anh chị ha, tùy theo màu sắc cảnh báo và Vũng Tàu đang là màu cam. Đây, phía trước mặt anh chị chuẩn bị tới là chúng ta tới khu vực ẻo Ông Tự. Bên phải thì cái hướng về Cát Lỡ, Rạch Dừa và tới với lại ngã tư giếng nước. Đó là một con đường rất là quen thuộc của các cô chú anh chị và các bạn có kỷ niệm với Vũng Tàu. Ngày xưa chỉ có con đường đó thôi. Bây giờ thì Sunny sẽ đi thẳng để chúng ta về đồi Ngọc Tước anh chị ha, với con đường thẳng tắp. Đây khúc này anh chị lưu ý để ý là bên phải là có một con đường để về Cát Lỡ Rạch Dừa. Sunny sẽ thực hiện sau các clip đó, nhưng mà cứ nhớ Vũng Tàu quá rồi thôi, đi con đường mới cho nó nhanh anh chị. Tốc độ thì tất nhiên nó có khúc 70 km/h và tròn tuyến thì 90 km/h, đi cũng rất là thông thoáng. Đây bên phải là chúng ta về Cát Lỡ Rạch Dừa nè anh chị, và Sunny sẽ đi thẳng con đường mới rất là đẹp. Con đường này thì nó song song với lại biển, khu vực bãi sao, Chạy Nhái, tàu 1, tàu 2, tàu 3. Đây là khu vực người ta gọi là ẻo Ông Từ. Và anh chị nhớ khi mà tới đây ẻo Ông Từ là chúng ta có một cái nghĩa trang ngày xưa rất là lớn mé bên tay trái nha anh chị. Tới một đoạn nữa thì Sunny sẽ nhắc anh chị về cái đường để chúng ta đi cầu Cửa Lấp để qua Phước Tỉnh Long Hải. Đường đi cũng dễ lắm anh chị. Ngày hôm nay thì chính vì có điện thoại thông minh, đã có những cái định vị nên chúng ta cứ lên app, thế là cân chỉnh từ điểm A đến điểm B, thế là cái app sẽ chỉ chúng ta đi tới rất là dễ dàng. Đặc biệt con đường này rất là đẹp, chính vì nhờ những cái vàng hoa giấy, và trên đường chúng ta sẽ thấy bông hoa. Nếu mà thời tiết đẹp nữa thì chúng ta sẽ thấy một bầu trời xanh, nhưng mà hôm nay mây mù, trời se se lạnh. Và đi thẳng nữa chúng ta sẽ có một cái bồn binh. Bồn binh này chia cắt bởi những con đường, bên trái là về cầu Cửa Lấp về Phước Tỉnh Long Hải, bên phải là chúng ta sẽ về vành đai phi trường Vũng Tàu, đi thẳng là chúng ta về khu vực bãi sao đồi Ngọc Tước, còn gọi là Đài Liệt Sĩ. Đây bồn binh phía trước mặt anh chị. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui cập nhật đường phố, những thông tin cần thiết để đi du lịch Vũng Tàu để gửi tới anh chị và các bạn. Và một số anh chị xa Vũng Tàu lâu, nhìn những cảnh đường phố Vũng Tàu ngày hôm nay để chúng ta hình dung được Vũng Tàu đường phố nó như thế nào. Từ đoạn Long Hương chúng ta chạy về thành phố biển Vũng Tàu. Đó là một vài lưu ý mà cũng gửi tới anh chị và các bạn. Đi về cũng rất là thoải mái. Riêng Sunny về khai báo y tế dọc đường, sau đó về nhà lên phường khai báo y tế thì cũng rất là nhanh chóng, có một cái mẫu form, thế là chúng ta điền vào thông tin chích vaccine mũi 1, mũi 2 ngày nào, rồi khai báo đi từ đâu tới đâu, rồi thế là về thôi anh chị, cũng rất là đơn giản thôi chứ không có vấn đề gì cả. Cũng có thể đi dạo biển, cũng có thể đi uống cà phê. Tất nhiên trong thời gian này thì tuân thủ 5K anh chị ha, để an toàn cho mình, cho những người thân và cho cộng đồng. Và đây là một cái đoạn đường để chúng ta chạy dài ra khu vực bãi sao, và Sunny rất là vui
Để tiếp nối cái video clip này thì anh chị hãy ngắm đường phố và nghe những bản hòa tấu du dương để chúng ta hình dung đường về Vũng Tàu sau thời gian dài giãn cách xã hội, và chúng ta về với biển, về với núi lớn, núi nhỏ, về với bãi trước, bãi sau, bãi dâu, bãi dứa, bãi ủ quăng, vân vân và vân vân. Rồi, để kết thúc video clip này thì anh chị cùng nghe những bản hòa tấu du dương ngắm đường phố trên đường về Vũng Tàu. Thân ái mến chào anh chị, và không quên kính chúc anh chị có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Một năm, một cái Giáng sinh, một cái Tết Tây vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Rồi, bye bye anh chị nha.
Thank you.